Hôm nay mình review về dòng máy Daiwa Exit 1025 đời 2015. Trước khi review máy này, mình xin cảm ơn anh Nguyễn Luận ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Mình sơ lược về dòng máy này là mình thấy dòng máy Daiwa này là màu đen, đen bóng mà. Rất là đẹp, spool làm rất là sắc sảo. Rất là sắc sảo. Quay không vậy là rất là nhẹ nhàng. Máy này 12 bạc đạn. Vòng tua của nó là 4.8. Một vòng quay dạy thu vào 60 cm nha. Phù hợp với khâu cá lóc mà. Rất là đẹp. Con máy này là máy xuất khẩu à. Còn máy mà nội địa của Nhật á, cái vòng này là nó màu vàng nè. Spool ở trên này là nó có cái chữ nè, thông số chữ. Mà nó như nhau. Body con này nhỏ gọn đẹp. Bàn tay mình rất là nhỏ nhưng ở dưới này có khóa ngược mà. Màu rất là đẹp. Cầm trên tay á, anh em thấy đam mê lắm. Đẹp. Và mình so sánh với con máy đó là C2000 SHG, dòng Shimano à. Theo trực tiếp mình thấy cái con, mình biết cái con Stella này nó lớn hơn một chút xíu, nó lớn hơn một chút xíu, nhưng trọng lượng hai con máy này nó bằng nhau, 165 gram. Máy này là vào dây 1 chấm, mình vô 1 chấm được 120 mét. Còn con này theo thông số ở trên spool đó, trên spool anh em thấy BE 0.3 90 m và 0.4 là 75 m à. Stella người ta nói thấy nó đẳng cấp hơn. Màu thì màu inox à, bóng. Nhưng mà anh em mà thật sự cầm trên tay á, theo mình thấy á, spool của con Exit này á, nó ăn đứt luôn. Ăn đứt cái con Stella này. Màu của con Daiwa này nó cũng đẹp nữa, không kém gì. Em cầm trên tay nè, mà so sánh nè với biết được cái nhìn, mà nhìn hình ảnh này về cái con
Teo la nè, sau rắc mà nó lớn hơn cái con axit này. Axit này kêu nhỏ quá. Mình sẽ đổ cái roller impact cho dòng Shimano à. Cái này mình đã lên rồi à. Con nào tốt hơn mình cũng chả biết, con nào tốt hơn ấy, tốt hơn là do người dùng bảo dưỡng vệ sinh máy móc. Rồi để mình sẽ vào dây 0.8 cho máy này được bao nhiêu mét. Rồi đây là máy đo dây nha. Tất cả là đều về không nè. Rồi mình sẽ vào được bao nhiêu mét. Vào dây 0.8 được 130 mét nè, dây này đó. Rất là đẹp. Con máy này phù hợp với UL. Mình sẽ cho nó đi với cây F-Prime à, và dòng UL. Quá đẹp, không còn chỗ che nào hết. Hai máy này máy nào cũng đẹp hết nhá. Mà mình thấy con đây qua này nó sắc sảo hơn. Thôi,